Ok, hello anh em. Hôm nay chúng ta lại chơi một con game mới, vẫn là con game chủ đề xây dựng mà tôi thường hay chơi. Game có tên là Settlement Survival. Game này nó đã ra mắt từ khá lâu rồi, nhưng mà gần đây á thì nó có thêm một số cái bản update mới nữa. Lúc trước thì nó cũng có một giai đoạn early access khá là dài luôn, rồi sau đó thì nó mới ra cái phiên bản là chính thức 1.0. Nay tôi cũng muốn thử qua con game nó xem thế nào. Hồi xưa vô chơi chơi cũng là bấm vài lần vô biết thôi, cũng chưa có hiểu gì về con game lắm. Nay cố gắng chơi, đạt có mục tiêu khoảng là 300 500 dân gì đó. Chứ con game này tôi không biết là nó có kết cục như thế nào, có ending hay là có cái gì không, hay là cứ xây đến vô tận luôn. Ồ, cây kỹ năng nhìn cũng độc đáo quá ha. Tôi thấy mà Dev có ghi một cái bản beta update gần đây, đây mà do update gì nào. Ngày 21 tháng 6 là cũng cách đây mấy ngày thôi, tầm tuần thôi. Họ có rất là nhiều thứ trong cái bản update mới này. Đó là cái chế độ quân sự giao tranh gì đó. Thì lúc trước thì tôi cũng chưa có chơi gì nhiều. Nay chúng ta bắt đầu lại từ đầu, vô thử con game coi sao. Game này xây dựng nhưng mà phong cách đồ họa nó nhìn rất là dễ mắt, rất là ưng mắt luôn. Đây, nó rất là nhỏ nhắn dễ thương nè. Xong có tiếng bọng với anh ta. Cảm giác mà FPS nó giật rất là nhiều. Rồi, 60 FPS, chúng ta vô new game, bắt đầu game mới. Đặt tên thị trấn là Đại xã hội. Ô, chữ ô vô nặng không được rồi. Rồi, Đại xã hội đi. Chế độ thì chắc tôi chỉnh qua là Combat Mode. Cái này ở mức bình thường, cái này là chế độ thiên tai, mình có nên bật thiên tai hay không, đúng không ta? Nó đúng đúng rồi, nó gì vậy nè. Rồi còn lại thì chúng ta sẽ tin về cái nữa rồi vào game thôi. Tiếng game nó có vẻ hơi nhỏ thì phải, tí nữa vào game rồi chúng ta chỉnh. Đây random map để là 69 nha. Rồi chúng ta vào game. Cái bản này có combat mode thì không biết cái độ khó nó có cao hơn quá nhiều không. Để tôi bật cái cửa sổ game lên cái đã. Sector Survival. Rồi, ok. Tiếng game có vẻ hơi nhỏ. Mình đang ở đâu đây ta? Rồi nó chọn cái gì? Lúc AD mình sẽ đặt cái căn cứ mình ở đâu? Không có chỗ nào đất phẳng phẳng đẹp đẹp ta. Chỗ này được nè. Chỗ này rất đẹp nè. Nhưng mà nó gần biên giới quá không? Chỗ này thì nó trống lỏng à, nằm giữa hai cái hồ nữa. Chỗ này thì nó lại gần núi. Chắc là chốt ở đây đi, có gì mình mở rộng qua trái. Đây ha. Ok, quất. Người dân thì bây giờ đã bắt đầu những cái mà nơi trú ẩn mới cho mình, nhưng rất nhiều cái sự mà thách thức còn vẫn còn ở đằng trước. Dân mình sẽ có một phát sinh một số cái vấn đề ở đây, mình sẽ kiểm tra theo dõi nó. Cảnh báo là 30 dân của mình nó đang vô gia cư. Xây dựng công trình, mình sẽ xây những cái nhà này bằng phím tắt là số 1, sau đó chọn cái căn nhà. Rồi ok. Dân mình nó nhìn lang thang ngộ nghĩnh ha. Một cái nhà này chứa được bao nhiêu dân đó? Từ từ. Một cái nhà này mình sẽ chứa được 4 người dân, vậy mình có 30 dân là 8 người nhà. Từ từ đang xây mà, ông hướng dẫn liên tục chứ. 8 ngôi thì mình xây 10 ngôi nhà đi cho nó chắc. Coi mình có thể tăng tốc độ game bằng mấy cái này rất là đơn giản luôn, F1, F2, quá quen thuộc rồi. Cái này là cái kho đồ, nó sẽ chứa mấy cái vật liệu cần thiết ở đây. Có cách nào mở rộng ra được cái kho đồ này không? Mình sẽ cần một cái kho đồ khá là lớn đó, nên cứ để ra đây. Bây giờ mình làm cái gì nữa đây? Xây nhà thôi dân thôi. F1, F2. Bên này là phá hủy, bên này là hái lượm, bên này là chặt cây, bên này là thu hoạch tất cả trong phạm vi này. Xong làm việc đi bay. Đó. Ồ, nhà nó xây đường căng nè.
mới có ba người ạ. Mấy cái hình nhân vật này giống mà tạo bằng AI quá ha, giống kiểu AI nó tự tạo ra đó. Bây giờ mình còn phải xây đường nữa cho nó đẹp. Đường đây ngay cái chợ thì tôi sẽ xây cái đường đôi kéo thẳng qua đây luôn. Dạy với gì ta? Ừ, con game này xây đường là nó phải xây từ từ nha, nên tôi kéo đường nhiều quá là nó xây mấy tiếng hồn quá. Cái con của mình nó lại gần hết rồi nè. Cái khuôn viên chợ như thế này à, mình chỉ có thể xây nhà ở trong cái khuôn viên chợ này thôi, không có lấn ra ngoài được nha. Căng à. À, chợ mình vẫn xây được nè, nên thoải mái đi, ngồi vô tư luôn. Rồi chúng ta có những căn nhà đầu tiên rồi đó. Tiếp theo làm cái gì? Sao mà mới vô nó cho mình quá trời nhiều nhà vậy nè. Đây là căn nhà dạng như nhà tình thương gì đó, nó có thể chứa đến là 24 người luôn. Chỉ có thể bui ở gần chợ mà thôi. Nhà gì mà rộng gì nè, 24 người thì bằng 6 căn nhà đi thôi chứ có cái khác cái gì đâu. Kệ đó thì sang căn thứ hai. 64 là 24. Rồi quất luôn. Nó dọn chống vọc nguyên khu rồi nè. Khu chăn nuôi gì chắc tôi đưa nó lên đây đây. Rồi mình sẽ nối một cái con đường lên luôn. Đường nó xây chậm quá. Năng lượng bây giờ rất là thấp luôn. Năng lượng này là chắc là để chế ba cái khí đốt. Mình sẽ sưởi ấm vào mùa đông. Nó có gọi là than hay là bọng gì đó. Cái này là trang bị, cái này là bẫy. Rất nhiều thứ, cái tài nguyên gì mà giữ gì nè. Bạc, quặng sắt, năng lượng chất đốt nè. Mỗi mình đốt rồi phải đốt bằng ba cái than chứ ta. Cái này là cái gì? Gom hết mấy cái bãi là đá đá này đi. Ok chưa? Rồi, chúng ta coi như là cấp được mấy cái khu nhà cho đó. Cái này là cái gì? Cái này là cái lều hơi xây, nơi để mình xây nhà. Sao có mấy con gà nó dung dăng dung dẻ ở đây nữa ta? Vô tư quá vậy. Rồi mình sẽ thẻ một con lộ ngang cái chỗ này đi. Cái này là cái vùng đất trồng cây, nó có mặc định kích cỡ là cố định luôn. Mình có thể gieo ba cái hạt giống chỗ này. Kích thước tối đa là 15x15 cũng được. Bên này là rừng cây ăn quả, còn bên này là kiểu chăn nuôi. Còn bên này là cái đồ bắt cá. Cá mình ở đây có cá không? Có cá nè. Có cá thì sẽ kéo đường ra. Xây cái nông trại ở đây. Để mà thu nhập tài nguyên á, mình cần phải có thịt năng lượng của động vật đó. Xây cái nhà săn bắn ở đây. Nhấn số 3 trên bàn phím, chọn cái nhà thợ săn. Rồi, đặt ở đây. Mình sẽ nối cái đường qua cho nó. Ok. Cái nhà này là cái hái lượm. Đặt cái nữa ở đây được không ta? Đặt luôn đi. Mình sẽ nối đường qua cho nó luôn.
Ở đây chắc tôi sẽ xây một cái nhà kho rất là lớn chỗ này. Nhà kho. Ở đây mình sẽ chọn những cái cây ăn quả cho mình, có 7 người nông dân. Hiện tại chỉ có thể trồng được là trái ớt nè, bắp cải nè, với mà đậu, đương nhiên là bắp cải rồi, ăn mấy kia xong no được. Con quỷ gì đây? Cái nhà này mình có thể là chặt gỗ và sau đó trồng lại. Khu này khu làm nông rồi, nên chắc chặt gỗ thì khu nào mà mình có thể chặt gỗ mà mình trồng lại liên tục được ta? Rồi đặt đây luôn đi, đỡ rồi, chả biết. Một cái giếng rất là lớn, chắc là để cấp nước. Cái giếng này chắc đặt ở gần gần ở nhà mình đi. Trên này cần giếng đó. Không biết có cần không, nhưng mà xây đại rồi đi. Ít gà thì nó không bổ ngang cũng bổ dọc thôi, chắc không tốn tài nguyên gì nhiều đâu. Đây mấy cái trái cây với mà gỗ nãy giờ nó chặt thì nó đã bỏ vô đây được rồi nè. Mình có giới hạn dân nè nha, 29 người trưởng thành, 10 đứa nhỏ. Tỷ lệ nam nữ là 51-49 cũng khá là cân kèo. Tổng cộng có 39 người dân thôi, 10 đứa nhỏ thì chắc nó không đi lao động. Ủa sao còn có 9 đứa hả? À hình như nó vừa trưởng thành đó vậy. Đúng rồi, nó vừa trưởng thành lên nè. Tính đâu mà đột quỵ hay là nó hẹo cái gì chứ, làm việc cái mình. Điểm công nghệ mới đã được mà nghiên cứu ở đây. Ây da, mình có thể xây dựng cái trường học và cái trung tâm nghiên cứu để nó có thể tăng cái tốc độ nghiên cứu lên rất là nhiều. Mình hiện đang có là 5-6 điểm gì nè. Cái nhà này nó sẽ đi thu nhập những cái dược liệu cho mình cũng được. Tiếng game nhỏ quá, để tôi tăng tăng nó lên cho nó nghe thích tai tí. Audio. Đó. À, khi mà chỉ số sức khỏe của cư dân của mình thấp á, thì mình cần phải bổ sung bằng rất nhiều thứ luôn. Nó sẽ ảnh hưởng đến những cái giá trị này. Tăng nó lên bằng những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe hay là chính sách mà sử dụng nước sạch gì đó. Dân mình làm sao biết nó đang làm cái gì ta? Số 11 bên đây là cái gì? Lo cái vấn đề lương thực trước, chăn nuôi. Chăn nuôi thì mình xây được 20 ô nữa. Vương miện là cái gì ta? Chỉ số hạnh phúc của mình, sức khỏe.
Chấm hỏi là cái gì? À mình sẽ đi mà chế thuốc từ những cái này. Rồi ok. Cái lông gà của mình coi ở đâu ta? Tài nguyên con game này nó nhiều quá. Đấy hả? À, cái này cháy ớt mà. Trời, nãy giờ mới làm được cái con đường như bao nhiêu đây đó hả? Tôi xây tới chỗ này thì chắc nó làm tới mù quýt luôn á. Cái hình con thú là cái gì? Điểm săn bắt động vật. Ừ. Mình hơi bắt được những con thú ở gần đây. Thú vị quá đó nha. Cái này tạm thời ngưng đi. Gỗ mình còn khá nhiều, ván ép này, ba cái mà gỗ cứng, rồi ba cái gom gà, ba cái mực. Login là bán vẽ à? Mấy cái này tài nguyên nó tốn tiền chứ gì? Nhà thì mình chỉ có hai loại thôi. Cây cỏ, cây ăn quả. Cái này nhà này là cái nhà may mặc. Xử lý da lông. Cái nhà này cái nhà chế tạo phân bón, còn cái nhà này là chế tạo những cái công cụ. Số 3. À đấy xây rồi, rồi xây rồi đây đây. 2 trên 2 người hả? À quên, mình đang tăng điểm này mà. Đây là cái đồ trị an, mình sẽ giảm cái chỉ số tội phạm xuống, dân có mấy chục thằng mà trị an cái gì không? Cái malware hả? Đây là cái điểm để mình có thể đưa những cái người dân để đi phân phối mấy cái đồ ăn thức uống trong cái phạm vi gần đó. Vì cái nhà nâng cấp được nè. Thôi cái nhà này nâng cấp cần nhiều tài nguyên lắm. Cái nhà nhiệt này cần đá cắt. Đá cắt mình xử lý ở đâu ta? Làm từ đá ở tại cái mà Masoni Workshop. Cái đó là nằm ở đâu tôi cũng không biết luôn. Đồ uống cũng chưa có cái gì hết. Trường đúng rồi, sẽ trường trước. Trung tâm nghiên cứu cũng phải cần luôn. Sách vở. Chết rồi, không có đủ điểm đâu, tiết kiệm cái đã. Cái này liên quan đến khoa học, còn cái này là đời sống, cái này là giao thương. Cái này là khai khoáng, chắc là lấy cái khai khoáng đi. Mình còn phải cát nữa nè. Than. Hết điểm rồi. Cái gì? Thương nhân đang ở đây. Mình có thể là bán cho nó 60 củ hành hoặc là 450 cái mà da con này là con gì quên mất tiêu rồi. Con gì mà trên lưng nó có cái u lên á. Ở đây thì mình chỉ có thể nuôi gà lấy trứng thôi. Còn ở đây mình có thể trồng được cái cây là pecan. Cây gì tôi cũng chả biết nữa. Cái gì? Cái tiếng gì? À, tiếng nhạc. Mấy con quỷ gì nó nằm lang thang đây ta? Mình nuôi gà thì sẽ lấy được với 7 cái thịt gà và một cái quả trứng với một cái phân bón một ngày. Chắc tôi phải xây cái nhà phân bón trước để mà nó kích thích cái cây trồng lên. Nhiều quá gì này ha. Trung tâm y tế để chữa những cái người là bị bệnh. Đây ha. Nè nó làm đường được ở đây luôn nè. Cái chợ mình tới đây. Dân mình 42, mình có 10 cái nhà.
12 cái nhà 48. Đây là cái sự kiện nó sẽ diễn ra trong vòng 12 tháng ở thanh trên này. Mình có thể quan sát theo dõi nó. Cái màu cam cam này chắc là cái tháng mà khô gì quá. À, cái con tàu của mà thương nhân nó sẽ ghé qua cái chỗ này của mình. Kìa. Bên này là những cái cư dân hiện tại của mình. Cư dân này thì sẽ vận chuyển những cái đồ đạc đi lang thang khắp nơi làm những cái việc đó. Nên giữ cái số mà này nó ổn định tí. Ủa nó không ghé cho mình hả? Nó cứ chạy băng băng qua vậy à? Hình như tôi còn thiếu cái nhà nào đó thì phải. À, cái này phải ốp cái lưng vô núi mới xây được nha. Núi này xây được không? Được luôn. Được luôn, làm cái nữa ở đây. Ủa hết dân rồi, bây giờ mình làm cái gì để có dân bây giờ? Những cái người lang thang sẽ đến cái khu này của mình để tăng cái trữ lượng dân số lên, đúng cái cần thiết luôn. Mình cần phải xây cái đội chính cái đã. Không biết cái này là cái quái gì đó, tôi quên mất tiêu rồi. Cái mỏ này để lấy cát và đá vôi vữa. Ừ, cái này là cái gì? Cái mỏ vàng có thể tăng thêm sản lượng vàng và cát. Từ từ, xây sao? Cát vàng á, cát vàng chắc mình chưa khai thác được đâu, mình mới xây được cái mỏ cát à. Bốn cái nhà này mình mới có cái nhà thu nhập thái lụm gì đó. Đây cái trại vô thương nhỏ nè. Cái này cái bến cảng nè, bến cảng này cần nhiều tài nguyên quá à, mình chưa có xây được. Đây cái đội thị chính đây. Trời mưa ơi. New Light Tóc này Pitman. Cái gì dữ vậy nè? À, đây là những cái hạt giống mình đã có, mình có thêm nuôi được mấy cái con mà con này lại gọi là con gì tôi quên mất tiêu rồi ta. Alpaca. À, con lạc đà, trời ơi. Nó có cái bướu trên lưng á, mà tùy loại nha, tùy giống nha. Giống này thì nó không có cái bướu trên lưng. Sao tự nhiên giật dữ vậy nè? Chắc mình phải giảm dân ở đây lại mới được, hết dân rồi. Đây bớt 2 dân. Đây bớt 3 dân luôn, 4 người thôi. Mình đang có dư 5 dân ở ngoài rồi. Không có dân là nó không có đứa nào đi xây nhà làm đường gì hết đó. Chặt cây lấy gỗ không được đó. Mình phải có cái mỏ cát. Cái này ưu tiên lên dùm cái mấy bạn ơi, ưu tiên ở đây. Cái tiếng gì nó gõ như gõ mỏ vậy. Tụng kinh niệm Phật à. Cái gì đây? Cần phải có 10 cái lưới đánh bắt thì mới thu được cái hộp cho nổi này. Xem như chưa có điều gì xảy ra cả. Lưới lấy đâu trời, mới chơi game biết cái gì đâu. Tháng 3 đã đến. Chưa chỉ trên 3 năm 3 tháng rồi. Trời ơi, tiền nè, 6.000 luôn. Dân bây giờ sống khá là sung túc. Ủa, nó có...
À nó có nhà thôi với sung túc khỉ gì đâu. Tiến độ làm việc trừ 10%. Đủ lười biếng. Cái gì gãy xương què giò gì ở đây nữa vậy ông? Cư dân trong cái phạm vi này sẽ hồi phục nhanh hơn 30%. Cái đồ hơi chính xây lại anh đi. Còn đứa đi bắt gà, đứa trồng cây nữa đi. Một hồi cần dân số thì mình sẽ quản trị đây sau. Cái gì? Băng cướp kế bên mình luôn. Cái băng cướp này sẽ mà tấn công vào thị trấn mình trong vòng 7 năm nữa. Mình phải bui những cái người dân này, những cái chiến binh, rèn luyện những cái chiến binh trong cái dân làng của mình để chống lại nó. Gì vậy ba? Ờ thì chính đã xây xong. Sử dụng nước. Cư dân bây giờ có thể sử dụng nước uống để thoải mái luôn. Tuy nhiên thì nó sẽ gây hại đến sức khỏe. Chính sách giáo dục thì nó chưa có mở. Cái này chính sách nhà cửa. Phòng cháy chữa cháy gì mà đủ thứ cho nên như nè. Chính sách ẩm thực. À cho nó uống uống cái nước mà sạch sẽ hơn tí thì sẽ tốn em 5% cũng được. Mình có thể thay đổi miễn phí sau mỗi 10 năm hoặc là tốn 50.000 vàng. Điên à. 3 năm trời mà mình có 6.000 à. Làm sao kiếm tiền đó, thu thuế mang dân mình đó. Đúng thế đi mấy bạn ơi. Hết gỗ cái gì mà cái nhà này nó xây hoài ngàn gỗ mà. Mấy con đường làm cũng không xong nữa. Chắc là thiếu mấy cái nhà xây dựng. Nghĩa trang. Builder cabin. Ủa sẵn cái là lên luôn vậy đó hả? Rồi hết dân luôn rồi. Không không cái nhà này chắc bỏ đi quá. Mình có thể mở thêm một lót xây dựng ở đây nữa. Cá mình có cá ở đây. Đường thậm chí đường mà nó còn xây chậm rãi nữa. Khoan 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 khoan. Bên này sẽ nuôi mấy con lạc đà. Rồi bên này bớt lại dân đi. Bên này bớt đứa nữa. Hai đứa vô đây. 4 4 4. Này là cái gì đó? Ma que gì đó hả? Đá mình còn nhiều không? Hình như mình méo cái cục đá nào luôn á. Trời ơi dưới này còn một đống tài nguyên nữa ông ơi. Khiếp con game. À đá đây đá 1.500 cục nè. Kìa nó xây rồi nó xây rồi. Chừng nào mới có dân lận. Không có người dân nào muốn ứng cử vào thị trấn của nhỏ bé của mình. Dân đen ơi, có sẵn nhà cho mấy bạn nè, bất động sản nằm lên thênh thang như thế này mà không ai ở hả? Nhà này nó cũng méo xây lạc đà có một con một gì đó hả trời gì? Hiện tại số lượng là một, có thể chứa tối đa là 34 con lạc đà. Không có lưới bắt cá, ai da. À có lạc đà mình xây được cái nhà này quá. Giúp binh hao là cái nhà thu nhập phân bón. Không mấy cái nhà này chắc xây mặt lên đi.
cái này mỗi nhà một cái gì chắc nó cũng cần mà tác dụng thôi, cũng có tác dụng thôi nên cứ để đại đi. Như thế này thì quay xuống nó đẹp hơn á, không quay lên đâu, quay xuống đi. Đâu ta? Đây đây đây. Rồi ok đẹp rồi đó. Cái này là cái nhà hỏa thiêu phải không ta? Dân bây giờ chết thì sẽ được đem đi thiêu. Chỉ số hạnh phúc sẽ tăng lên. À, chỉ có trong cái tòa nhà thì chính mình ban hành cái chính sách là chết thiêu á, thì nó mới được đem đi thiêu. Thiêu này nó sẽ tiêu tốn tài nguyên thêm rất là nhiều. Tài nguyên của mình là mấy cái than đá đó. Than đá mấy con cục luôn xong thiêu. Ngoài ra phải có cái chính sách gì nữa. Gói gắm cái gì? Bắt cá, bắt cá. Vẫn còn cá một à, nó đang con nữa là hai con à. Nếu còn anh dân nào luôn chết tôi rồi, số quẹ dò hoài vậy nè. Hạt giống mới đã được phát hiện, có thấy hạt là mới đâu. Cái này là cái gì? Trường học của mình. Đây là những cái chỉ số của một cái người dân cơ bản, lắm chuyện chứ thị. Quần áo, giày dép, thực phẩm. Cái này là đức tin, tôn giáo, tín ngưỡng. Còn cái này là cái gì mày không biết. Còn cái này là chết chóc. Nó cần có ăn nhậu, bia rượu, công cụ sản xuất, sức khỏe, hồi máu, gì, khăn vệ sinh gì. Bây giờ lấy cát hay là... Lấy cát đi. Không có dân. Phan phan phan, coi cái cây nghiên cứu của mình này, cái nhà đó mình có đào vàng được không? Đào đây. Đây đây đây, cái mỏ đào vàng đây. Có thể sản xuất vàng từ cái mỏ cát vàng. Vậy là cái chỗ này mình sẽ đi dành. Bước chân lại. Này chấm than là sao? Hết rồi hả? Hết ba cái thảo dược nè, thảo mộc nè. Ở đây có cá, cá quặng. Cây cỏ là cái gì? Đi có dân, có dân. 11 người muốn tham gia vào cái mà của bạn. Chính sách của mình bây giờ dân sẽ di chuyển nhanh hơn 10%. Rồi mấy cái này xây rồi anh ơi. Rồi cái này em xây rồi, nó ở đâu đây nè. Hết thuốc rồi hả trời. Chết tôi rồi, không còn thuốc nữa. Ngừng cái nhà này lại. Mình có 14 dân này, cho nó đi làm. Cái mỏ ở đây, đào gì bây giờ? Đào than. Còn bên này là đào đào đá, thêm một cái nữa để nó đào bạc. Ba thằng đào thôi. Ba anh thợ mỏ. Này bớt lại người đi. Này tăng lên người. 444. Đây phải có một cái anh đi làm khác nữa. Xếp gì mà lâu dữ vậy nè, xếp nhanh nhanh lên anh ơi. Còn có hai dân à,
biết nào mới có người nữa trời. Cái gì đây, nó đòi 15 đứa đòi mặc quần áo. Cái này công cụ. Lông cừu mình có là 30 cộng lông luôn. Nên mình sẽ chế 5 cái lông cừu hình 5 cái áo cho tụi nó mặc. Bên này gỗ là sẽ chế thành cái nguyên liệu chất đốt đứa thôi. Nhiên liệu mình rất là thấp nên có thể mùa đông này nó sẽ hơi bị lạnh. Một người dân của mình đã bị thương, kén chịu đi. À, công cụ này bằng sắt, bằng đá. Bằng sắt thì nó yêu cầu cái quặng sắt, đồ thủ công gì đó mình chưa có nâng. Thuốc bây giờ làm sao có thuốc ta? Đặt thử cái đây. Nó có hiển thị trên bản đồ không? Xây cái lò rèn. Cái này xây rồi đúng không anh ơi? Cái này là cái ký hiệu với đất đai cằn cỗi, mình có thể trồng cây ở đây, nó sẽ phát triển nhanh hơn. Cái này sản lượng cá sẽ tăng lên 100%. Cái này bãi cỏ thì đương nhiên là mấy cái chăn nuôi nó sẽ tăng lên. Cái này mình có thể săn bắt động vật mới. Thu lượm những cái hạt giống ở gần chỗ này. Cái này là mỏ đá quý, còn cái này bãi cát vàng. Không có rồi gì, không có cái nào hết rồi gì. Của dân mình sao tự nhiên nhiều vậy nè? À, mấy đứa nhỏ nó lớn lên. Lớn lên thì đi làm mấy cưng mấy cháu ơi, bắt đầu lao động để gì. Bắt đầu trải nghiệm cái sự khắc nghiệt của việc sinh tồn để gì. Cái gì đấy? Không có nhà sửa chữa hả? Không lẽ phá nhà xây lại? Chết rồi, đủ dân nó có nhà không? Ôi ơi, bên đây nó còn nhà nữa nè. À, tôi xây trường học cho các cháu đi học. Sao nhà cửa tan banh hết trên nè? À, ghi file đây. Ghi file đây. Nhanh 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 nhanh. Mới có 4 năm mà xây nhà bọn kiểu gì mà mới 4 năm lại tan banh hết thế này. Là chỉ cần một người là sửa chữa được rồi. Vậy sửa cái này đi. Mình có 2 điểm. Cái nhà này sử dụng nhiệt nè. Than mình có 1 miếng than này, nên chắc quất cái nhà này. Đồ uống mình phải có cây cỏ gì mới uống được. Cái này phải lên mấy cái hàng công cụ gì đó cao lắm. Wagi là cái mỏ đá. Đây đây. Có thể chế 3 cái timber là 3 cái gỗ hoặc là than thành mấy cái chất đốt cũng được. Chắc cái nhà đó quan trọng á. Không có xài than nên tôi để nó gần mỏ than đi. Bên này là cái khu chăn nuôi. Bên này là cái khu chăn nuôi. Ê, phan phan phan, cái nhà này là sao? Cái này là phải chế từ cái kia lận nên không cần đâu. Quỷ cái nhà đi. Mình có một cái đó ở đây rồi. Đồ ăn thì tương đối dồi dào rồi đó. Có cá, có bọng đầu với nhau ở trên hết này.
nó đi lên đây, nó đi qua đây đem những cái kho chỗ này. Có mỗi loại cá thôi, đang bắt cá nè. Bên này sắt, bên này than. Cái này cắt đá, còn cái này xử lý gỗ gì đó. Cái này cái chạy lính hả? Này đi. Hết dân nữa rồi. Dân đi làm gì mà hết nữa rồi. Cái này mà giới tính nam. Giới tính nam luôn. Từ than đi, chế từ than ra được rồi. Không cần từ gỗ đâu, gom gạo cũng không nữa. Chế từ than ra. Than mình khá là nhiều mà. Không có đứa trẻ nào được sinh ra trong cái mùa trước. Chắc là xây thêm nhà. Xây thêm nhà để kích tụi nó đẻ ra, mình mới có dân. Cái này là cái gì? Cái này là cái cây rất là xịn sò luôn, nên nó đang phát triển. Thôi nó phát triển thì kệ nó đi. Mùa đông giá rét. Mùa đông này hơi lạnh. Mới có ba con à trời. Bên này 66 con gà à. Thôi nuôi 60 con thôi cho nó đẹp, 59 con đi. Nhiều hơn thì nó sẽ tự động bị chặt thịt nè. Hai dân lạnh cống, một dân thì không có công cụ. Công cụ hình như là xây nhà thợ rèn cho bay rồi mà. Mình chỉ có một quyển sách thôi. Hai thằng dân nó muốn nhà mới. Tao mới xây nhà cho tụi mày mà. Mấy cái này từ từ thôi. B B B bỏ dời được rồi kìa. Có còn mấy cái nhà nào mình chưa xây không? Mấy cái nhà thờ rồi nè. Xây cái nghĩa trang để mà chôn tụi nó. Than của mình là lấy không kịp hết ta. Một năm lấy được 159 mà không đủ xài nữa hả? Hai chân gãy chân này.
Chị An thì chắc chưa cần. Logistics. Dân bây giờ nó sẽ đi nhanh hơn tí. Chế được cái vỏ này hả? Cái vỏ tre này là cái lúa nước. Nhà kho. Hết điểm rồi. Chúng ta đang chết đói, có thể xem cái thực phẩm không? Cho luôn, đồ ăn mình nhiều lắm. Mười lăm cư dân đang chết đói. Lấy đồ ăn đi. Trời, đồ ăn biết bao nhiêu trong kho mà. 2.000 cái bắp cải nè, ăn ngói luôn á. Bảy dân không có công cụ, biết sao bây giờ. Có dân nào mới muốn gia nhập không? Không có. Nó đang xây mấy cái nghĩa trang nè. 182 cục đá. Biết rồi, hết than hoài chứ gì, nói hoài luôn. Rồi. Cho tôi bay than. Mới có thêm 20 mấy anh dân nữa nè, nên chúng ta đi bốc đột thôi. Trồng thêm nhiều cây lên. 18 2222 rồi, ok hết rồi đó. Bây giờ chỉ chợ không có nhà thôi, bị cái gì vậy nè. Gỗ tôi nghĩ nó hơi hiếm đó, nên không muốn cho tụi nó mà đem chuyển qua thành cái đất, cho nó xài than thôi. Gỗ nó vừa làm chất đốt nữa. Rồi xây gì đi cho nó đẹp. Đây thêm một cái bãi bắt cá nữa cho mấy anh dân của mình có cá mà ăn. Xây được thêm cái mỏ đá cho tụi nó đi đào đá. Cái này mình sẽ chế gỗ thành mấy cái kia. Hai cái nhà đó mới, mình chưa có cái nhà nào cả. Vòng tắm hơi hả? Cái phòng nhiệt độ hả? Nó sẽ tăng nhiệt trong mà mấy cái khu nhà này.
À, chế phân bón, quên cái nhà này mất. Này là sao? Bán mấy cái sản lượng này. Cái gì mình dư quá không ta? Bắp cải mình dư nè. Bắp cải mình nên bán là 1.000 nữa bán nước không? Cá nãy giờ bắt được 200 con á. Nhà này hết tài nguyên nữa rồi. Rồi màu đá xây đây đi, xây đây xa xôi quá. Cây nó không phát triển trong mùa này, chết cũ rồi. Cây này được không? Được cái trồng ớt. Đâu mùa nè, tính sao vậy trời? Khéo dân mình chết đói đó nghe. Mình còn 13 dân. Được con mới nè, con trâu nè. Con trâu này nó cho rất là nhiều cái sản lượng thịt luôn. Cây cỏ thì mới có 4 cái loại cây thôi. Xây thêm một cái làng nữa là bển. Chợ đây. Chợ này nó nhỏ hơn hả ta? Xây cái chợ lớn chứ xây chợ nhỏ làm cái gì? Dân gì thiếu quần áo rồi què giò gì tùm lum hết trơn á. Đi trồng được rồi nè. Trồng được hạt đậu rồi. Chắc phải thêm một bãi là làm nông nữa mới được. Không được á, bị vướng hả? Vướng hả? Tối đa cũng chỉ có 15 ô thôi. Đấy, không 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 không. Lựu đạn nó mất cái ô này. Nhìn khó chịu thiệt. Cái gì bây giờ? Trồng cây ớt.
Quần áo thì không chế kịp đủ rồi. Than thì mình có rất nhiều luôn, nên cũng tạm thời yên tâm. Công cụ thì mình cũng hơi thừa, thiếu mỗi cái quần áo thôi. Quần áo thì do mình không có mấy con này nè. Hiện tại mình mới có 8 con à, đợi mấy con này nó nhiều nhiều lên á, mình mới thu hoạch được thêm mấy cái lông này. Cái vấn đề lương thực thì nó rất là quan trọng. Cái hỏi là sao? Cái nhà này tôi xây rồi mà ta. À, bên đây là Sam Will. Nó sẽ dùng mà chế nguyên liệu hay là bán ép? Ủa gì cái nhà này với cái nhà này nó khác quá gì nhau đâu? Thôi hai người thôi. Hấp dẫn luôn rồi. Ấy có 12 anh cu ly nữa, quất luôn. Ủa, nhà này với nhà này nó giống hệt mà. Vậy thôi bỏ cái này đi. 100 mà cái đó, người dân trong cái thị trấn thì có một cái mà kho nhỏ gì đó. Thôi muốn thích thì cho. Quá trời, 14 dân không có nhà à. Rồi anh sẽ mở cái khu mà bên đây cho mấy cưng. Rồi ok chưa? Khu này chính giữa sẽ là cái vùng đệm để làm cái gì đó chẳng hạn. Thiếu nước à? Dâng lên này. Dâng lên mình cho một đứa nó đi lấy nước. Bên này cũng vậy luôn. Này xây lại các bạn. Nhà đá thì chỉ có lấy đá thôi. Cái ruộng nhỏ thì nó 5, còn cái ruộng lớn thì nó 10. Cần 7 mỗi ngày là sao? Mỗi ngày cần 10 là sao? Thiếu ván ép à? Ván ép mình lên không kịp. Gỗ còn nhiều mà không đứa nào xây hết nên là sao vậy? Coi cái điểm công nghệ gì mới không? À đồ ăn đây, đồ ăn đây. Lúa, trồng lúa nước. Hết điểm rồi. Một đống nhà mới luôn. Lúa nước thì chắc trồng gần nước. Cái gì vậy?
Dân mình đi bắt được con gấu kìa. Ủa cái nhà này xây trên cảng hả? Nhà này là cái nhà gì? À mình sẽ sử dụng mấy cái lúa nước đó để chế thành dây thừng hoặc là cái gì đó. Rồi cái nhà nào mà trồng được lúa nước? Cái nhà này nó tương tự cái nhà bên đây nhưng mà nó ngon hơn. Cái bên này nó cũng tương tự cái tay lo nữa nhưng mà nó xịn hơn tay lo. Tức là mình có thể bán được cái nhà tay lo này đi đó. Mình thay bằng cái nhà này luôn. 7x5. 7x5. Quá thiếu bán ép luôn. Và có đủ 72 nè. Chấm than là cái gì? Không có ai làm ở giảm xá à? Hai đứa trẻ được sinh ra trong cái mùa này. Vẫn còn ba đứa vô gia cư. Thiếu lúa. Mua tiền cái nhà này lên. Để thêm quần áo. Bây giờ lại thiếu công cụ chứ không có thiếu quần áo. Nhà này nó vẫn xịn sò hơn. Nên mình không cần cái nhà này nữa đâu. Mình sẽ chuyển gỗ thành ván ép nè. Mình thiếu gỗ quá rồi. Thành phố sau này chắc mở xuống dưới này nữa nên không lấy gỗ đã được đâu. Lấy gỗ chắc chỉ có lấy trên này thôi. Châu châu châu, châu lấy thịt. Thiếu đá à? Cái mỏ đá của mình. Đá còn nhiều mà. À đá cắt. Đá cắt thì sẽ sinh ra từ cái nhà gì đó ta? Nhà chật thịt. Nhà chật thịt thì sẽ xây gần mấy cái khu chăn nuôi. Cái kho này nó đầy rồi. À cái này là mình chế đủ 200 cái kia rồi nè. Phải mở cái quặng bạc thì mới đào bạc được. Than bớt lại đứa đi. Cái gì đây? Báo 1800. Chết tôi rồi. Bơi qua sông được không đó? Holy shit. Từ 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 từ. Bây giờ làm cái gì?
Chưa có đá cắt, phải có đá cắt thì mới xây được cái chạy lính này. Từ từ anh hổ ơi, chết em rồi. Chắc nó đi lang thang là nó không vô, nó bên mình đâu. Mình sống hòa bình với thiên nhiên mà. Ủa cái nhà này đâu vậy? Ồ, hiển thị như thế này nó dễ nhìn hơn không? Ê, nó vô tới làng rồi. Phải. Nó bị giết bởi thú, thú. Nó không mất giọt máu luôn. Đừng anh ơi, anh tay ơi. Ăn mấy con thú em nè, đừng ăn thịt người. Nó cạo một phát, trời ơi. Bơi qua cái chạy cướp kìa. Khỏi đi rồi, đi rồi. Trời ơi, chết sạch dân mình cho này. Nhờ vậy mà dân chúng ta không có vô gia cư nữa. Rất nhiều người có lợi cái gì. Có nhà luôn rồi. Gì nữa gì đây? À nó đi rồi. Cái nhà chặt thịt mình rồi nè, thêm vài cái nhà kho nữa. Cái thằng này nó nhú lên tí làm sao méo được. Cái này để thiếu một ô thiệt tình. Chợ mình xây được tới nhà kho trên này lắm. Rồi không xây đây đâu. Mỗi dân là muốn gia nhập nữa à. Gì? Ông nội này bị gì vậy? Đau phổi hả? Rồi cái nhà để cắt đá nó nằm đâu ta? Bên này là ok hết nè. Nhà chặt thịt này đang xây.
Cái này nấu ăn nè, rau củ chế thành salad. Nhà này cũng đang xây dưới đây luôn, thiếu đá cắt quá nhiều. Đây đây đây, nhà này để chế đá thành đá cắt nè. Nó cái mỏ đá mình đòi đây. Tốn 100 bạc. Người dân trong thị trấn thì không có đủ quần áo ấm để mà mặc nên rất lo lắng về cái mùa đông này. Bất kỳ ai cũng muốn có quần áo hết. Rồi, cầm tiền đi mua đi. Cái này có thể xử lý mua làm ra một lượng lớn nước luôn. Nhà này không di chuyển được hết ta. Nhà này nó nằm ở đâu vậy nè? La Chine. Những cái nhà này nó nằm đâu trời? Đây 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 đây. Đấy, tàu lại nè. Mình sẽ bán sạch toàn bộ tài nguyên luôn. Bán cái này được 720 đồng. Than thì mình cũng có nhiều lắm. Bắp cải, ớt, đậu, bán đậu luôn. Đậu đây. Bán 1.000 thôi. Đó cũng 1.000 luôn. Bây giờ mua là cái gì ta? Cái quyển sách này để tăng cái sự học của mình lên. Cái này cái đồ ăn hả? Quyển sách 3.000. Tôi nghĩ thứ này có giá trị nhất đó. Này luôn. Rồi mình còn có 2.000 à. Thank you.
CPM nhanh anh ơi. Đường tới giờ nó vẫn chưa xây xong đó. Dân mình chết sạch hết rồi. Dân thiếu mạng nữa chứ. 0,95 luôn. Con hổ vô nó lùa sạch hết gì á. À dư dân say quá. Nhà này ưu tiên nè, mình thiếu đá cắt rất là nhiều. Mình chưa có cái cỏ khô này, chưa có quần áo luôn, chưa có lụa luôn. Ngưng đi. Làm ván ép. Thuyền ở đây rồi. Thuyền xa bến đổ. Đá mỗi năm ra được có 100 mấy cục à. Hết dần rồi. Có anh nào muốn gia nhập không? Không có hổ ở đâu. Chết rồi, 3 năm nữa tới mấy cướp rồi. Dừng nóng với chả lạnh. Không trồng đậu được cũng không trồng bắp cải được. Đá cắt, đá cắt. Nó còn làm được cái gì nữa ta? Đá đúc hay đá phiến hả? Yếu dần quá à. Thiếu đá cắt với dây thừng. Dây thừng này thì phải có ba cái cỏ gì nữa đó. Mật ong, mật ong. Đây 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 đây. Xây cái ruộng mà lúa nước. Hai trăm cái ván ép là vui vậy. Vậy thì cái nhà này không cần ở đâu. Thôi, phan hóa quỷ, phan hóa quỷ. Ngưng thôi. Nhà này cũng ngưng luôn. Chừng nào xong cái nhà mà... Nhà này. Bây giờ mình có đá cắt rồi nè. Chỉ là tiến độ nó hơi chậm tí thôi. Nhà này nhà gì vậy? Có ba con trâu à. Đồng rồi. Coi mà mấy cái đó thì nó coi ở đâu ta? Coi ẩn cây đi xấu lắm. Không có giống nào mới cả. Sách thì mới mua mấy quyển nè. Trường học rồi. Anh điên này nhìn chất lượng nha. Chuyên gia nghiên cứu có khác nhìn nè. Đang làm gì đây? Thiếu công cụ bị gãy xương. Mở lời rồi nhưng mà không có dân. Thiếu công cụ là sao? Nuôi gà thôi mà phải cần công cụ nữa. Dây thừng nè, dây thừng nè.
hết dân rồi, con hổ nó lùa một cái là sạch dân mình luôn. Bây giờ mới có 100 dân à, mục tiêu của tôi là 500 dân á. Biết rồi, từ từ có người. Vui rồi thì ngưng đi. Game Recon đã bị ngừng bởi vì một cái lỗi kỹ thuật nào đó. Để tới đây. Ba ngàn. 3.000 đồng để đổi lấy 200 cái thuốc đặc biệt, đổi luôn. Còn 120 đồng hả? Đồ ăn bây giờ quá nhiều. Cái này quan trọng mà không có người. Lại muốn nhà mới. Gì nó đây? Rồi biết rồi, 2 năm nữa nó đánh mình rồi, quên nữa. Thiếu quặng bạc, phải có quặng bạc thì mới làm được cái đó. Dây thừng với đá cắt nè, đá cắt mình có rồi chứ. Thiếu người thôi. Đá cắt có rồi mà ta. Nè. Đá gà không kịp luôn. Cái mỏ đá này không đủ người á. Thiếu thốn nhân vật lực quá.
Có dân chưa? Dân tới nè. Còn có 120 đồng à. Tí nữa có thuyền lại rồi. Là mình bán cái mớ này đi. Kìa kìa dân nó lại nè. Thị trấn này trong phát triển rất là tốt. Nên chúng ta có nên đến đây để mà xin gia nhập không? Đương nhiên là có rồi. New Lai Tóc cần có lâu đài. Thôi cho em này đi. Đó có dân rồi đó. Bóc lột. Đưa đi đâu bóc lột đây. Đã. Cái mỏ đá này tới 10 mạng nữa. Đá cắt cũng phải lên nữa. Rồi ok cái chuyện đá. Nuôi bò à. Trồng lúa. À học sinh mình nó đi học thì cái mức giáo dục nó sẽ cao hơn. Thiếu đồ ăn, thiếu công cụ, không có nhà sửa chữa, bị thương, chạy đến đây. Thôi xây mặt vô, xây mặt vô. Cái nhà này là cái nhà cái Ninh Workshop. Nó nằm đâu ta? Không thấy cái nhà đó đâu luôn. Chúng ta ăn là gì? Thiếu đá cắt thì từ từ có. Cái nước này nó làm được 375. Rớt một liên cái nước đi. Trong kho mình có đậu, có bắp cải, có nước, thiếu ớt thôi. Bạc nó bán 35. Đồ sắt nè. Mình khá là cần cái này luôn. Nhưng mà quần áo. Công cụ mình thiếu khá là nhiều. Nên lấy là
Trời, nó mua cái máy này giá rẻ bèo vậy? Ủa làm sao có tiền đó? Cái này là mình trao đổi với nó à. Vô đây của nó 1.600 nè, vô đây của mình là 1.800. Nước mình 800. Bây giờ mình trên với nó là khoảng 280. 280 chia 0.4 này là khoảng 600, tức là 2.300. Rồi. Vẫn còn 40 nữa hả? 40 giảm 100 nữa 22, vừa đủ luôn. Rồi, trao đổi ngang bằng hai bên. Cái tay thỏ đi làm quá gì? Thiếu công cụ thì lấy công cụ ra. Nó mới kêu cái gì, cái tin cái gì ta? Cái nhà thợ rèn của mình không có lên nổi công cụ á. Thêm người nói. Ôi mấy cái nhà kho này nó đầy mau quá. Rồi chờ đợi ba anh dân đi. Chết rồi, bandit chuẩn bị tấn công. Mang cái củi nó chẻ ra để làm gì ta? Nè, nó làm chất đốt mà. Mình có cái nhà xử lý chất đốt đó, nó nằm ở đâu? Cái nhà xử lý chất đốt hồi nãy tôi nhớ tôi phải xây một cái nhà này nào. À đây nào, nó chỉ dùng mà ba cái than thôi, than mình rất là nhiều luôn. Cái mỏ này còn có 500 mà.
bớt người đi. Cái kho này dọn bỏ cho rồi. Quần áo thì bây giờ mình hơi nhiều á, nhiều thì cứ lên tiếp. Phải có thép thì mới lên được cái đồ đó. Xây dựng cầu đường này, xây vải cũng chưa có lên được cái gì luôn. Cái này từ đậu mình có thể nấu đồ ăn ra nè. À, cái này mới là cái nhà phân bón nè. Đậu 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 đậu, dân mình lên khá nhiều rồi, có nên xây thêm trường không? Năm bảy, năm sáu. Cái trường này học được bao nhiêu học sinh ta? Thôi chứ em nhiều lắm, phải xây rất là nhiều trường luôn. Không thể để tụi nó mất dạy được. Khoan 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 khoan, cái này xây đâu có gần nhà dân đâu. Xây xa xa cũng được nữa. Mình đưa ra cái khu quy hoạch bên ngoài đi, khúc giữa nè. Rồi, ok. Cái đó là nhà xử lý chất thải. Tốn 200 tiền, mình không có tiền. Chết tôi rồi. Cướp. Cướp.
Ở đơn giản vậy thôi à. Trời ơi. Chọc mấy bạn ba xác qua đây hết đi. Bơi vô đây mấy bạn. Không biết làm gì đi bắt cá. Này bên này có gì nữa vậy? Có thể xử lý ba cái đậu và bắp thành cái món gì đó. Thịt ra nấm chấm luôn. Mình cần cần phải có gạch, gạch thì làm ở đâu ta ra thôi. Chưa làm được cái lưới nữa nè. Cái nhà này bây giờ có thể chứa chế thêm được mà. Cái giỏ đây. Tôi giày gom. Ê, hết đồ ăn hả? Vẫn còn mà. Ớt với bắp cải. Hai cái này mình có khá nhiều, yên tâm. Bây giờ dâng lên khoảng 200 rồi, mình bắt đầu phải quy hoạch thêm một cái khu làm ăn đó đi, nấu ăn đó. Nhà cái đống bên kia kìa, muốn ở thì qua đây mà ở. Thôi hái lượm không còn nhiều gì đâu. Cái phần bón mình nhiều dữ gì thế ta? Ớt bắp cải rồi thiếu đậu. Xếp đầy anh ơi. Thêm bắp cải nữa. Làm sao có hạt giống mới đó. Có thêm một vài cuốn sách. Ba con này, ba cái hạt giống này không biết lấy ở đâu ra. Chấm than gì nữa đó. Hết rồi hả? Hết dần. Đá thì cũng hơi ít á.
Dân mình không còn bị lạnh nữa. Lên 1.500 luôn. Chứ để than mình nó nhiều quá, không có xử lý gì được. Mấy cái này làm ra là nó không kịp luôn á ta. Phải thêm cái nhà kho ở đây nữa. Đây ba nhà kho chắc đủ rồi. Cái nhà này sao nó xây ngang như thế này? À nó xây ngẫu nhiên chứ không phải, nó xây ngẫu nhiên chứ không phải là bị gì. Trời, mấy kho này nó cũng gần phui hết nữa đó. Giá 6 đồng, than này có coi bộ có giá trị nha. Cũng sắt cũng 6 đồng nữa từ cái than chế thành cái này thì nó lại tụt giá đi là sao? Từ từ đang chuyển đồ vô anh ơi. Anh có tiền không? Không có bán tiền thì sao mà mua trời. Cái ghia này mua hưởng trăm cái 2.200 vậy. Thôi 50 cái thôi, không có tiền. 1.200, 1.100. Một đồng nó cũng không bớt cho mình luôn. Sách này 3.000 nãy mua 1 cuốn rồi, bây giờ làm sao có tiền đó. Kiếm tiền lặt vặt như thế này biết tới chừng nào mới có nữa. Ê, vô đây vô đây vô đây mấy bạn. Thị trấn này phát triển quá tuyệt vời, công nhận người lãnh đạo có tầm nhìn quá sáng suốt, vượt trội thời đại tương lai. Liệu mình có thể xin vào đây để làm việc? Vô đi. Đó. Không có ai bóc lột mấy cưng đâu. Thank you.
phải có cái đèn dầu, phải có cái lò nung. Đây, cái nguyên liệu này để sử dụng cho cái lò nung. Lên thử cái lưới này. Cần 100 con gũ sắt, không có. Trải qua hai đợt chiến tranh thì chúng ta còn rất là nghèo nên thông cảm nha. Đá cắt không bao giờ là đủ. Có ván ép, có đá cắt rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xây cái lò nung gì đó. Đây, cái lò rèn hiện đại hơn cái cũ mình đang xài bên đó. Sang đây đi. Chấm than là gì? Thiếu thép. Vậy là phải xây cái lò nung này mới lên thép được. Này là cái gì? Sao đi thiếu nguyên vật liệu, thiếu bắp. À mình phải có bắp, bắt buộc phải có bắp mới được. Bắp kiếm đâu ra trời. Cái gì đây? Làm sao đi bắt mấy con thú nữa nè. Dân thì cái độ đối khác nó sẽ cộng thêm 15. Khoa học cộng 1. Hình như tài nguyên mình khai thác là nó biến mất cái gì đó, nó không còn hiện trên bản đồ nữa. Dân đô lên 200 mạng rồi nè. Đồ ăn sao nó không làm nữa ta? Nhà này làm gì? À, chế được ba cái vải linen nè, mấy cái vải thô. Chế đi. Bớt hai người đi làm công rồi. Bà già rồi nhưng mà vẫn bắt bà đi xây. Thiệt tình. Bóc lột. Thiếu quặng bạc. Thiếu gạch với mà thiếu đèn dầu. Gạch thì làm từ đâu ra ta? Cái này sản xuất gương, chắc trước sau vẫn cần thôi.
Mấy cái này không biết lấy ở đâu. Có thể trồng trọt được hoặc là gia đình hết đi săn. Cái này á, đi lụm được à, nó lụm được có mấy chục cái như thế này thôi. Xin để chấm than. Cái này không đủ hả? Lên tiếp thêm cái nữa, tha hồ mà trồng trọt. Hấp dẫn rồi. Mình có thể giảm cái mỏ đá này xuống không? Đá thì không được, không có giảm được đâu. Thực phẩm tài nguyên thì cũng không nên giảm. Cá đúng rồi. Bảy thằng dân muốn nhà mới. Rồi hỏi lắm thế. Ý, có cây mới nữa. Cây này là quá. Cái này đậu, cái này bắp cải có rồi. Đổi. Chấm hỏi là gì? Sản xuất gạch. Thêm người nữa. Nâng cao tiến độ lên. Nhà này đáng lẽ xây ngay đây mới đúng mà. Quặng sắt đang thiếu. Phải có cái công cụ xây dựng thì mình mới nâng được. Chưa có đèn dầu. Lighting Factory. Cái nhà máy ánh sáng. Nó nằm ở đâu? Làm cái phân bón chứ đã. Cái nhà máy làm phân bón kế bên cái chỗ nấu ăn. Thiệt tình. Ba người đóng mà không không kịp nữa hả? Ủa cỏ nhiều lắm mà. À cái này không phải cỏ. Cái này dạng như cái cây mà phải trồng mới được. Ép mình ra không kịp. Độ bền 250, 30 máu. Xài tạm này đi. Nhà này đóng cửa luôn cũng được nữa. Ủa sao tiền mình còn có 7 hả?
Cái nghĩa trang sắp vui rồi. Có nhà thì dân nó mới đẻ. Mười dân, mấy đứa nhỏ nó mới trưởng thành. Sáu dân. Rồi mình bán buôn được cái gì nữa không? Trời, xây mấy cái nghĩa trang đốn đá dữ gì đó hả? Sạch đá luôn mà không đủ, thêm một cái bãi đá nữa thôi. Y một đống đá luôn, y một đống đá luôn. Trên cái cầu mà nó lệch lệch vậy. Một ô, hai ô.
đánh nhau một khúc luôn. Thảo đi qua được không trời? Chết rồi, quên mua bán hay nói rồi gì. Dân bị thương lắm thế này. Còn có miếng cây cỏ à. Tìm cái mỏ đá nó quên nữa chứ. Mình cần phải nâng cái nhà kho lên nữa. Còn thiếu cái bui kit. Phòng tắm này thì mình cần phải có cái bộ nữa. Mật ong hả? Thiếu lúa. Có thêm dân 30 dân luôn. Mình có con thú nào mới để mình nuôi không? Mấy cái này không biết đổi lại thì nó có hiệu quả gì không? Ôi! Nhanh 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 kịp không? Phá hoại. Tên là hổ gầm. Dột vỏ tòng đâu, đập nó. Chạy đi cháu ơi.
Nó cào nãy giờ chết biết bao nhiêu dân của mình ơi. Nè. Candy đã bị giết bởi Matt, Jason đã đến tuổi đến trường. Đi nó còn 300 máu à, không sao. Rồi thôi, hôm nay dừng ở đây được rồi. Trao đổi với thương gia một cái. Cái gì nữa đây? Chế bỏ như vậy gom. Thiếu nước rồi ta. Đúng rồi, cho nó đi vô mỏ nó làm. Đi đây rồi, đây rồi. Cuối cùng cũng có cái cây cần thiết đó rồi. Không có tiền. Nãy giờ chưa xây xong cái cầu nào là sao ta? Thằng này viêm phổi à? Hút thuốc cho lắm vô. Golila, Ebola, Kogana. Này là cái gì mà nó lại thừa ra ta? À, nước nó dùng vô cái này hèn gì nó tốn phân bón. Sai luôn.
Mình cần một cái nhà kho xịn sò hơn một tí. Nhà này là cái nhà gì? À, cái nhà để nấu ăn gì đó, nhưng mà thiếu tài nguyên. Rồi, nghỉ. Có thời gian chơi tiếp. Cái này tên là đá xã hội.